Hello mọi người, hôm nay chúng ta cùng đi trải nghiệm một chiếc laptop xách tay Mỹ. Đây là dòng Dell Latitude 5430. Như chúng ta cũng biết thì Dell Latitude và Dell XPS được coi là hai dòng laptop cao cấp nhất của nhà Dell, hướng đến đối tượng khách hàng là văn phòng, nên hiệu năng tính bền bỉ cũng được đòi hỏi rất là cao. Những năm gần đây thì người dùng chúng ta hướng đến mua những chiếc laptop xách tay như thế này rất là nhiều, vì giá thành nó rẻ hơn khá là nhiều mọi người. Trong cái trải nghiệm này thì chúng ta cùng đi thực tế chi tiết những ưu và nhược điểm của chiếc Dell Latitude Series 5, nghĩa là 5430. Trước khi đi trải nghiệm thực tế thì mình cũng cung cấp thêm một số thông tin để mọi người hiểu về dòng Dell Latitude. Như mình nói là Dell Latitude là dòng laptop cao cấp, nhưng mà nó cũng có 4 series, từ thấp đến cao, series 3, series 5, series 7, series 9. Với series 3 và series 5 á, thì được làm bằng vỏ nhựa đặc biệt. Trước đây thì series 3 và series 5 á, thì làm màu đen, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Dell đổi cái tông màu, đây là cái màu xám lông chuột mọi người, nên là nhìn nó sáng sủa hơn rất là nhiều. Không thể phủ nhận là các dòng sản phẩm của Dell thiết kế thường không có đẹp so với các dòng laptop cao cấp cùng phân khúc. Ví dụ như nếu mà chúng ta so thì rõ ràng Dell về mặt thiết kế nó không đẹp bằng, nhưng mà hiệu năng tính bền bỉ của các sản phẩm của Dell thì rất là bền, được đánh giá rất là cao. Về ưu điểm thì như mình nói là đây là chiếc máy rất là bền bỉ, hiệu năng ổn định, cổng kết nối cũng được trang bị đầy đủ ở dòng laptop hướng đến đối tượng khách hàng là văn phòng này, để chúng ta giao tiếp với lại thiết bị ngoại vi. Ưu điểm nãy mình nói là tông màu sáng nè. Cân nặng nó cũng được coi là một ưu điểm, chỉ nặng khoảng 1,36 kg thôi. 1,36 kg thôi. Còn về thời lượng pin á, ở thời điểm hiện tại thì pin của tất cả các dòng laptop được đánh giá rất là cao. Nghĩa là dòng này thì pin mà chúng ta xài chắc xài cả ngày nha mọi người. Ưu điểm kế tiếp là các sản phẩm của Dell thì bản lề thường mở ra 180 độ như thế này nè. Nên mọi người cũng để ý là các dòng sản phẩm của Dell bản lề rất là hiếm khi bị gãy. Thường thì cái bản lề thì các dòng sản phẩm mà khác thường thì chỉ mở ra được khoảng 170 đến 175 độ thôi, chứ không được 180. Thì như thế này thì nó sẽ hạn chế cái việc gãy bản lề. Tất cả các dòng laptop chúng ta thấy đều có chân ốc nằm bên dưới nè, nên mình cũng nói hoài đó. Cái lưu ý là mọi người giữ cái thân máy ở điểm nào cũng được, nhưng mà cái tay mà chúng ta để mở màn hình á, thì mọi người nên để ngay chính giữa như thế này nha mọi người, thì nó sẽ cân bằng được hai cái bản lề hai bên nè. Thói quen xấu của nhiều người là hay mở một bên, mở như thế này nè mọi người, mở rất là nhanh luôn. Lâu ngày nó bị vênh cái bản lề, nó bị khô, dầu khô mỡ cái bản lề, nó sẽ rất là dễ bị bung cái bản lề. Mà bung cái bản lề thì nó sẽ gãy luôn cái màn hình. Đây là một cái mà chúng ta nên lưu ý. Một ưu điểm kế tiếp là với dòng laptop cao cấp này thì cũng được trang bị những cái công nghệ cần thiết. Ví dụ như là máy có hỗ trợ phím đèn nè, camera nè, nhận diện khuôn mặt hay còn gọi là IR, nhận diện khuôn mặt đầy đủ. Đó. Mọi người thấy rất là ok. Và một cái nhược điểm mà của dòng series 5 này là nó tráng cái bằng nhựa đặc biệt, nhưng mà nó tráng sơn nè mọi người, rất là dễ bị tróc, nên là mọi người khi mà bảo quản cái máy này chúng ta lâu lâu chúng ta lấy cái khăn ẩm á mọi người, lấy cái khăn ẩm á, chúng ta lau một lần khoảng 5 ngày hay là một tuần gì đấy. Chúng ta lau tuyệt đối không lấy khăn giấy, không lấy khăn khô vì khăn khô nó có cát, không lấy khăn có lông. Chúng ta có cái khăn ẩm như thế này nè mọi người, mình vắt có thiệt là ráo nước khoảng một tuần á, các bạn lau giùm mình một lần. Đây, lau như thế này nè, thì chúng ta sẽ bảo quản cái máy nó sẽ mới hoài. Tại vì mình hướng dẫn rất là kỹ, đặc biệt là những cái chỗ viền cao su á nha mọi người, đặc biệt là những cái chỗ viền cao su á. Đó. Đây là dòng laptop cao cấp nên cũng được trang bị Windows bản quyền, cũng được coi là một cái ưu điểm. Nhược điểm là nó làm vỏ nhựa, nó sơn, rất là dễ bị tróc. Nên là mọi người lưu ý.
Thì giữa các series 3, series 5, series 7, series 9 á, thì như mình cũng nói là series 3 và series 5 làm bằng vỏ nhựa. Series 7 trước đây cũng làm bằng vỏ carbon. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2022 á, thì mình khởi động cái cho nó mình bị cái bắt đầu từ năm 2022 thì series 7 cũng làm bằng vỏ nhôm nha mọi người, vỏ nhôm màu xám titan. Series 9 thì cũng làm vỏ nhôm luôn. Thì ở đây mình có con series 7 sẵn mình cho mọi người xem. Đây là con series 7 cùng đời luôn, năm 2022 luôn nè mọi người, 2022 nè. Thì nó làm bằng vỏ nhôm màu xám titan, nhìn là khác liền à. Thì nó thêm một tí để mà nó lấy tiền mình thôi đó. Chúng ta thấy nhìn khác liền, cũng bản lề như thế này, thiết kế nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta cũng không phân biệt. Nhưng mà khi mà để hai con máy này lên nhau á thì chúng ta thấy là nó mỏng hơn một tí, và series 9 á, đầu số 9 nó sẽ mỏng hơn nữa, và những cái góc cạnh này nè nó sẽ CNC nhìn bóng lên nhìn rất là đẹp đó. Đó, để mọi người có thêm thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ đi check thực tế chiếc máy này. Như mình cũng nói là với những cái video mà mình làm á, hướng đến phần trải nghiệm thực tế. Còn những cái thông tin bên lề chúng ta có thể chúng ta lên mạng chúng ta đọc những cái bài đánh giá, hoặc là chúng ta vào trang web nhà bảo hành trọn đời, bảohanhtrongdoi.com. Thì ở đây mình có sẵn hết thông tin nè và bài đánh giá của nó, nên là mọi người về chúng ta xem. Còn những cái trải nghiệm mình á, mình cố mình chắt lọc lại những cái thông tin mà nó nổi bật nhất để mọi người mua cho nó phù hợp. Ở thời điểm hiện tại thì chiếc máy này ngân sách tầm khoảng 12 củ thôi, chúng ta mua xài văn phòng thì rất là đã. Ok, mình là kết nối mạng, giờ mình kiểm tra thông tin bảo hành. Các bạn nhấn Windows R nè, CMD run nè. Sau đó chúng ta gõ cái câu lệnh WMIC nè mọi người, BIOS get serial number. Mình copy đi mọi người, copy cái serial number này, service tab đó. Mở lên. Vào trang cái trang web mình gõ là kiểm tra bảo hành đeo gì đấy. Mình làm rất là chi tiết nha. Mọi người không có theo kịp thì có thể comment đi mình, hoặc là mình sẽ ghim cái câu lệnh lên. Rồi chúng ta bát vào đây thôi mọi người. Search nè. Nó sẽ ra đầy đủ thông tin của chiếc máy này. Đây là chiếc Dell Latitude 5430 nha. Cái ngày kích hoạt là 13 tháng 10 October nè 2022. Location là United States nè. Expiration date là tháng 10 năm 2025. Current support service nghĩa là service plan, nghĩa là cái gói bảo hành á, là Pro Support Plus, đây là cái gói khá là cao. Nó còn để chiếc active, nghĩa là vẫn còn đang trong cái thời hạn bảo hành. Nhưng mà về cái câu chuyện này là máy chúng ta bảo hành ở bên Mỹ nha mọi người. Để bảo hành ở Việt Nam thì chúng ta phải chuyển vùng về. Đây là cái mà chúng ta nên lưu ý. Chiếc máy này là dòng cao cấp và bắt đầu từ năm 420, nghĩa là 2021 trở về sau thì đã chuyển sang đầu sạc Type-C rồi. Đây là cục sạc zin theo máy nó, chuẩn Type-C. Tại vì như mình cũng nói là bắt đầu từ năm 2025 có thể là vậy. Hiệp hội mà về thiết bị linh kiện điện tử, các ngành về điện tử á, đã quy định là chúng ta phải chuyển qua sạc Type-C hết. Vì có quá nhiều loại chuẩn sạc nên là nhiều khi một gia đình chúng ta có 10 cục sạc. Nên là khi mà chúng ta sản xuất ra nhiều mà chúng ta xài không hết á, thì nó sẽ tiêu hủy, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Nên là chúng ta đã có một cái sự thay đổi khá là lớn. Điển hình như iPhone 15 đã chuyển sang đầu sạc Lightning, không còn xài sạc đã chuyển sang USB rồi, không còn sạc Lightning như trước đây nữa. Mình tải sẵn phần mềm Cinebench nè. Đây là một phần mềm giả lập về đồ họa để chúng ta test máy rất là chuẩn, xem hiệu năng và chiếc máy có thể đáp ứng được những nhu cầu phần mềm như thế nào. Run nha mọi người, accept luôn. Thì chúng ta thấy là ở đây là chiếc máy được trang bị con chip thế hệ thứ 12 Intel Core 5-1245U với 12 luồng, khá là mạnh nha mọi người. Hiện giờ cái thời điểm bây giờ thì CPU hãng chip nó cải thiện nhiều lắm. Thì mình vào mình xem cái card đồ họa tích hợp của nó mọi người. Cái con này nếu như mà nó hoàn hảo thì nó sẽ là card
đồ họa Intel Iris Air là rất hoàn hảo nha mọi người, rất hoàn hảo. Nó vẫn còn là UHD graphic. Tuy nhiên là tốc độ xử lý về đồ họa hiện tại cũng khá là mạnh. Mặc dù UHD graphic thì chỉ có 2.5 thôi. Chiếc máy như mới xách tay Mỹ nha mọi người. Với mà chúng ta mua chiếc máy này thì tiết kiệm được rất là nhiều tiền, khoảng 20 triệu. Nếu mà mới 100% mà chính hãng thì nó tầm khoảng tầm đó 20 mấy 30 triệu, ít nhất thì cũng 15 triệu. Thì chúng ta thấy là được đề xuất ở vị trí thứ nhất luôn nè. Chỉ số FPS là 79.32, khá là cao để chúng ta xài đồ họa ranh nè. Thì chúng ta thấy là con CPU ở thời điểm hiện tại thì khá là mạnh, chúng ta thấy không? Chỉ là con i5 thôi nhưng mà nó tốc độ quét nó rất khủng, rất nhanh. Một cái thông tin nữa để mọi người, có nhiều anh chị cũng không có rành máy tính gọi điện để mình tư vấn á. Muốn mua con i5, con i7. Tại vì nhiều người không có biết. Ví dụ nghe nói i3, i3 yếu lắm. Đúng là như vậy nha mọi người. Mình quay lại lịch sử một xíu là năm 2010 mình có công nghệ Core i. Công nghệ Core i nghĩa là công nghệ siêu phân luồng. Mình ví dụ như là 2x4 luồng, 4x8 luồng. Trước 2010 nghĩa là 2009 trở về trước á, thì chúng ta có Pentium nè, Xeron nè, Dual Core nè, hay là Core 2 Dual. Nó là không phải là CPU siêu phân luồng. Thì ngay thời điểm đó thì cắt nghĩa là mình tính ngay cái thế hệ đầu tiên là 2011. Nghĩa là 11 là thế hệ đầu tiên, hiện thời điểm 2024 nó là thế hệ thứ 14 rồi. Cho nên là cái con i3, i5 ở thời điểm hiện tại nó mạnh hơn rất nhiều so với con i7 mà khoảng 4-5 năm trước nha mọi người. Cho nên là mọi người lưu ý, tại sao thấy bên kia bán con i7 có 4 triệu, 5 triệu mà sao mình bán con i5 mà mình bán tới 15 triệu. Cho nên là mình phải xem cái con máy nó thế hệ và sản xuất năm nào. Đó, cái đó là cái lưu ý để cho các phụ huynh hay là các anh chị mà không có rành về máy tính á. Quay lại cái test chiếc máy này thì chúng ta thấy hiệu năng của nó, con CP rất là cao. CPU của nó tới 1112 lận, rất là mạnh mọi người, rất là mạnh. Thử mình thử những cái task vụ văn phòng luôn nè. Xử lý rất là nhanh. Đó. Chiếc máy này RAM thì 16GB lận ổ cứng SSD 256, chuẩn ở bên Mỹ nhập về luôn. Bây giờ mình sẽ set down. Mọi người thấy là mình hay cắm sạc đó để mà chúng ta test hiệu năng, tại vì khi mà chúng ta xài thì mình nên cắm sạc mọi người thì nó mới khai thác được hết hiệu năng được. Đây là nó có cái Windows, tem Windows bản quyền đó nè, Latitude 5430. Đó, mình quay lại để cho mọi người đi trải nghiệm bên trong nó luôn. Ở thời điểm hiện tại thì 12 cũ thì mình mua chiếc máy này rất là đáng. Thiết kế thì không được đánh giá cao, nhưng mà hiệu năng tính bền bỉ của các dòng Latitude hay là dòng DSPS thì không cần phải nói rồi. Tuy nhiên về cá nhân của mình thì mình thích Latitude hơn, vì Latitude vẫn còn giữ những cái cổng kết nối nè mọi người, USB rồi để chúng ta những cái cổng thiết bị ngoại vi chúng ta giao tiếp nó sẽ dễ hơn. Còn với các dòng DSPS nó bỏ cổng rồi, rất là bất tiện. Chúng ta thấy bên trong của chiếc Dell Latitude nè, 5430, cục pin tới tận 58W. Thường thì nó chỉ dao động từ 36 đến 42 thôi, cục pin này tới 58 lần mọi người. Một cái quạt tản nhiệt khá là to. RAM hiện tại là 16. Chúng ta có thể nâng lên 32 cũng được. Nhưng mà với cái nhu cầu mà xài văn phòng RAM 16 thì chúng ta xài ok rồi. Đây là cái chỗ gắn card WAN, nghĩa là chúng ta gắn SIM đó. Card Wi-Fi nè. SSD nè mọi người. NVMe có dung lượng của nó là 256, rất là chi tiết, rất là đẹp. Chúng ta thấy cái mainboard của Dell thường thiết kế rất là to. Đó lý do mà hiệu năng xử lý gọi là function, nó chức năng nó riêng lẻ như vậy thì nó ổn định và nó cao hơn rất là nhiều. Đây, cái chỗ này chỗ gắn khe SIM nè, gắn khe SIM nè mọi người. Dell Latitude 5430 nha mọi người. Kích thước chuẩn màn hình là 14 inch Full HD, màn hình chống chói. Mua chiếc máy này xài văn phòng khá là ổn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là tiếp tục nhận được những đóng góp và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký kênh, bấm luôn vào cái nút chuông á, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Hẹn mọi người ở những trải nghiệm tiếp theo.